chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt em của mình thì nếu như mà khoảng hai ba giờ trưa các bạn mà các bạn mở app B lên các bạn sẽ thấy cái giao diện như thế này các bạn ha đó và nó có một cái mục các bạn cái mục mà các bạn bấm vô các bạn ra như thế này nè đó thì còn như bây giờ các bạn mà mở cái app B lên á thì các bạn sẽ thấy không còn nữa nha các bạn nha đó thì bây giờ mình mở cái bi thật rồi các bạn xem nè, thì nó không còn nữa các bạn. cho nên là có những bạn thì đã khoe được cái ảnh của mình tức là chụp được các bạn nha, thì đó sẽ có một cái nút chỗ này nè các bạn để các bạn bấm vô, nó ra cái hình như hồi nãy, ha ra được cái hình này. tuy nhiên là bây giờ hết rồi và bản thân mình cũng không có chụp lại được cái hình đó, cho nên là mình lấy lại một cái hình của các bạn nào, thì bạn nào mà có xem video và thấy này cái hình của mình thì cũng thông cảm các bạn nha, mình lấy để các bạn À, mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu cái thông số ha. Rồi. Thì khi mà các bạn chụp lại được cái hình á thì các bạn sẽ thấy các bạn bấm vô các bạn sẽ ra cái bảng này thì nó thống kê và tóm tắt là cho các bạn trong một năm vừa qua, tức là năm 2022 của các bạn á. Thì à với bi như thế nào Đó, thì đầu tiên là cái con số này tức là 356 có nghĩa là cái số lần mà các bạn kích thiết á, tức là số lần khai thác của các bạn á, trong năm nó là 356 lần và các bạn đào được là 6.496 bi được chưa nhưng mà cái số thưởng của các bạn á là 6 chín bi được chưa và cái số mà các bạn giới thiệu được là 20 người còn cái số dưới này á có nghĩa là các bạn đã khai thác được 359 ngày ừ. tức là bắt đầu các bạn đào bi á là 359 ngày các bạn nha đó thì đó là cái thông tin cho cái app này trên cái 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 thông báo này thì các bạn nào mà kịp chụp thời được thì các bạn xem video này các bạn sẽ hiểu nha Con số này nói là điều gì Đó Tuy nhiên hôm nay có bài viết của một cái nhà báo Hoàng Hải Vân Về cái trình duyệt bi các bạn Tức là cái trình duyệt bi web 3.0 này nè Nó sẽ như thế nào ha à, Chúng ta hãy xem khi trình duyệt bi web 3.0 chạy trên desktop thế giới có đảo lộn không? Đó là điều rất kinh khủng, bạn khó có thể tưởng tượng nhưng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Thay vì sử dụng các trình duyệt hiện tại tốt nhất như Chrome, Edge, Safari, Opera, vân vân trên máy tính hoặc điện thoại, bạn sẽ chuyển qua sử dụng trình duyệt web 3.0 của Bi, tức Bi Browser. Khi đó trình duyệt sẽ tích hợp cái ví Bi của bạn kèm theo cụm mật khẩu 24 chữ để làm gì? Để nhận tiền hoặc trả tiền khi mua cái gì đó trong hệ sinh thái. Chớ làm gì nữa. Bạn dùng trình duyệt này truy cập vào internet, bạn sẽ được trả tiền. Tiền ít hay nhiều phụ thuộc vào thời gian và tần suất sử dụng của bạn. Anh lướt web cả ngày sẽ nhận được nhiều tiền hơn chỉ lướt ngày vài tiếng. Tiền đó là Bitcoin. khi đó bạn sẽ không bị ai theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn không bị ai thâu tóm bạn đi đâu tới đâu trên không gian mạng không bị ai chỉ điểm sản phẩm trí tuệ mà bạn tạo ra sẽ không bị ai lấy cấp bạn không cần phải đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ những tác phẩm sáng tạo bạn lưu giữ tại đây chính là đăng ký bản quyền bạn sẽ không bị chặn những gì bạn đưa lên không bị xóa không bị thay đổi nhưng bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đồn bại bị đặt gây hại cho người khác vì bạn là một người thật được xác minh danh tánh bạn không ném đá giấu tay được đâu khi đó bạn có thể sử dụng hợp đồng thông minh để giao dịch với các bên trong hệ sinh thái mà không cần phải có xác nhận của một bên thứ ba khi đó bạn có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình để tạo những ứng dụng trên hệ sinh thái bi cung cấp tiện ích cũng ra tiền mà sử dụng tiện ích cũng ra tiền tuyệt vời cho các bạn khi đó việc đào bi trên smartphone đang có kết quả giảm dần và sẽ giảm bằng không trong tương lai không xa bạn vẫn có thể tiếp tục kiếm bi coin khi sử dụng trình duyệt vì vậy bạn nào chưa có tài khoản bi rất nên mở một tài khoản mở sau sẽ bị thiệt so với mở trước nhưng không bao giờ là quá muộn khi đó sẽ còn rất nhiều thứ hay ho kinh khủng khác không thể nghĩ bàn. đến đây bạn hiểu vì sao bạn quản trị B Network không vội mainnet mở chưa? là người ta cần có đủ thời gian để tạo dựng một nền tảng không khiến khuyết, không chỉ để tạo ra một đồng tiền mã hóa sử dụng rộng rãi cho toàn thế giới mà còn xây dựng một nền tảng tốt nhất cho sự vận hành của BWeb3.0. Hôm nay, bạn có thể ban quản trị công khai mở một cuộc khảo sát về bi web 3.0. Sức mạnh của bi chính là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng. Trong quá trình xây dựng nền tảng và lợi ích sinh ra từ nền tảng của bi sẽ được chia sẻ cho cộng đồng. Một số trình duyệt web 3.0 cũng đã được thử nghiệm nhưng chưa thành công. Đó là do não trạng kiếm tiền nhanh hoặc bị dính mắt không thoát nổi nền tảng tập trung sẵn có. Những người sáng lập Bi Network hiểu hơn ai hết những khiếm khuyết đó chỉ cho phi tập trung và không tham lam mới có thể làm lành mạnh được thế giới với nhiều sự xấu xa này đối web 3.0 sẽ làm đảo lộn thế giới thì hơi quá nhưng cũng gần gần như vậy đó bài viết của nhà báo Hoàng Hoài Vân rất tuyệt vời cũng các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào và hãy bấm và nếu như các bạn chưa đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn máy thiệu của mình vẫn là Picasso các bạn nha rồi chúc các bạn thành công và hẹn các bạn lại video sau